Xin chào mọi người nhé, em lên số tiếp theo ạ, video 878. Thì luôn cần hôm nay em lên tổng cộng là 20 mã hàng nha mọi người. Đã 20 mã hàng, tất cả đều là cần carbon hết, các loại cần câu lua. Đây em có về thêm được một số mẫu Daiwa Powermax dòng rút siêu đẹp luôn mọi người. Cái này là hàng chưa sử dụng nha. Full hộp em được 4 cây đó, và một cây rút biển 2 đọt. Thì giá em báo ở video này là chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Phí ship đối với mỗi đơn hàng vẫn là 30.000 nhé. Mọi người nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi có nhu cầu đặt hàng mọi người vui lòng gọi giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối qua Zalo giúp em để chốt đơn nhé mọi người. Khách ở Đà Nẵng thì mọi người có thể ghé xem hàng trực tiếp nhé. Rồi đầu tiên em đi vào mã số 1 này. Một cây ISO ạ, một cây ISO. Lô này em lên một cây ISO này thôi. Cây này còn rất là mới ha, một cây hàng của hãng Bromarin. Đây nè, cái này thì độ cứng 3, dài 5m3 nhá, dòng Blueway. Dòng này phôi rất là dày nha. Đó, cây này thì hàng còn mới nguyên à, mới đẹp lắm. Đường kính gốc của nó sẽ là 20.9, cây này thì nó sử dụng khoen bách hãng nha, của Bromarin, là hàng trung xuất Nhật ạ. Blueway, cái hãng này cần về cần lua, cần các loại cần rút nhiều lắm mọi người ơi. Hãng Bromarin cũng là một cái hãng, nói chung là hàng của Bromarin đều, tất cả đều là hàng China xuất Nhật. Khoen của nó này, tất cả đều là khoen hãng nha. Đây, mớ đẹp. Ngọn của cần. Ngọn em đo cây này á. Cái này ngọn em đo là 1,7 nhá, 1,6 với 1,7 ly. 1,6, 1,7 ly nha mọi người, có 4 khoen chạy với một đầu bu này. Các lóng bên trong nó màu đen hết như thế này. Đấy, cây này nó chỉ thiếu túi hộp thôi mọi người nhé. Còn phôi rất là mới đẹp này, hầu như thì không thấy trầy xước luôn. Có đầu chụp nguyên bản của cần nhé. Cái này là mã số 1 ạ, đọt 3, 5m30, ISO khoen nhỏ ha. Hạ tay cây này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4H ạ. Trọng lượng cần á, là 324g, thu gọn là 118cm. Giá cây này là 450, mã số 1, 450.000. Lên tiếp mã 2. Mã 2 là em có một cây cần câu bè của Daiwa. Đây một cây Daiwa hàng của Thái Lan xuất Nhật. Tay cầm của nó sẽ là cán mút xốp, bát là bát Daiwa như thế này nha. Dài là 1m20 một khúc nha mọi người. Dòng Daiwa HS Made in Thái Lan này. Màu bạc hết. Khoen của nó sẽ là khoen Fury xứ xám ha. Cái này phôi cần sáng đẹp. Đó, một khúc thôi mọi người nha. Đầu bu cây này là bu xích, bu Fury xích như thế này. Dài 1m2 nha. Đường kính ngọn á, cây này là 1,4 ly. 1,4 ly độ cứng sẽ nó tầm khoảng 20 ạ. Tầm khoảng 20-25 nha mọi người. Rồi mã số 2, dài là 1m2 một khúc. Trọng lượng cần là 142g. Vé giá cây này là 600.000. Mã số 2, 600.000 ạ. Mã số 3 là một cây của dòng Kangaraff ha. Kangaraff hàng nội địa Nhật này. Đây hai khúc như thế này. Cây này là dòng cần cứng, lua cứng mọi người nhé. Lua bạo lực, mọi người tham khảo mã hàng này. Tay cầm của nó thì mút xốp màu xanh, nó có bẩn. Bát là bát vặn Kangaraff ha, Ocean Blue. Dòng này nó sẽ là dòng hàng nội địa Ocean Blue 762, 2m28 ạ. Khoen của cần là khoen Fury Six Gold. Fury Six Gold ha. Đấy. Cái này là dạng ngọn cắm như thế này. Đây mọi người nhé. Phô này, mọi người xem cái phô của nó, cái dòng những cái dòng cần này phô nó rất dày luôn. Và nó cắm vào, nó sẽ không có khớp sát được đâu ạ. Mọi người sử dụng thời gian nó sẽ hao mòn nhé. Là không phải lỗi đâu nha mọi người. Dòng tốt, tất cả những cây cần mà loại dạng giác cắm thế này thì nó đều như vậy hết. Phô cần thì nó có màu trắng xanh, khoen Fury xứ xa, khoen Fury xích gâu. Đấy, đầu bu cũng vậy nhá. Cái này độ cứng tương ứng của nó này. Cái này ngọn em đo là 2,6 ly cứng H luôn mọi người nhá. Đó, cái này là cứng H, rất là cứng. Dài 2m, 7,6 in, 2m28 cứng H ạ. Trọng lượng cần là 292g nhé. 1,6 triệu. Cây này em sale 1,6 triệu nha mọi người. 1,6 triệu. Tiếp theo lên tiếp mã cần số 4 này. Số 4 là một cây Daiwa lua mực. Một cây cần lua mực của Daiwa. Hai khúc như thế này. Phần tay cầm đây, cây này thì ngoại hình sáng đẹp. Đây hàng Daiwa nhé. Cán hở bát là bát vặn. Đây là một cây EGI Liberty Club nhé. Liberty Club 832NM, 2m5 cứng M nha. EGI size 2.5-3.5, PE là 0.6-1.2. Hàng này là Made in China Daiwa Liberty nha mọi người. Đây, mới đẹp nha, không trầy xước ạ. Cây này mới tinh. Khoen của nó sẽ là khoen Fury xứ xám.
nguyên bản mọi người nhé. Đây rất là đẹp, mới lắm. Đồ bô cần này, cái này thì bô xích chống sấn, bô phori xích chống sấn ạ. Đường kính ngọn của cần là 1,7 ly, 1,7 ly cứng mờ 2,5 m, nhẹ là 124 g. Mã cần số 4 giá 1 triệu, số 4 giá 1 triệu ạ. Tiếp theo mã số 5 này, số 5 là một cây lua máy đứng 2 khúc của Ryobi. Dòng này là Ryobi Regano cán gỗ bần nha mọi người. Cái này có phần tay cầm cán gỗ bần Ryobi Regano. Dòng này độ cứng L ạ. Chiều dài là 5,6 ft, 1,68 m ạ. 5,6 in, 1,68 m. Tải mồi là 1/16 tới 3/8 OZ. Tải dây là 4-10 lb. Hàng này Hàn Quốc xuất Nhật nha. Độ cứng L, phôi carbon sắn màu xanh, khoen phuri loại xứ xám. Đây, cây này cũng còn đẹp nhá. Cái phần bần thì lâu ngày thì nó có thế này nè. Đấy, phôi thì đẹp nha mọi người. Ngọn của cần đây, cần nguyên bản ha. Ngọn của cần thì em đo nó là 1,8 ly. Trọng lượng cây này là 88 g ạ, 1,68 m, cứng L 2 khúc, phen bát phuri. Giá 500, mã cần số 5 ạ. Tổng thể như thế này, 500k. Cây số 6 là một cây Daiko. Đây là một cây Daiko 3m 2 khúc. Đây 2 khúc như thế này. 3m 2 khúc màu xanh nhé. Dòng Daiko Primer Broad này. Tay cầm của nó sẽ là cán mút xốp. Cái này thì ngoại hình nó có sần xước nha mọi người. Phần mút xốp của nó này. Đấy, lâu ngày cái phần đế ở đây nó hơi mòn xíu. Ở đây phần xốp ở đây xíu. Bát của nó sẽ là bát vọng Fury. Đó, ngoại hình cây này thì nói chung là nó có trầy không có mới tinh tươm mọi người nhé. Bát của nó là bát vặn nhưng mà cần nguyên bản không lỗi lầm. Thông số đây. Hàng Daiko của Nhật này, 1002L, 3m 2 khúc cứng L, lua mồi 7-20 g, tải dây 8-14 lb ạ. Đấy, Romer Rock nhé. Màu của nó sẽ là màu xanh, ngoại hình đây là mọi người nè, có sườn nhé. Có sườn kiểu sườn xước như thế này. Chứ nó không có bị xước vào phôi đâu mọi người nhé. Sườn thế này. Cái này thì toàn bộ nó sẽ là dàn khoen phuri xích, khoen thì rất là đẹp mọi người nhé, không có lỗi lầm gì hết. Đây, góc của nó đây. Nó phôi cần nó màu xanh thế này. Và ngọn đây. Ngọn đây mọi người nhé, đầu bô đây. À, khoen đầu tiên của ngọn đây. Đây, phần ngọn thì ngoại hình cũng ok nhé, ngoại hình đầy xước ít thôi, sờn nhỏ nhỏ mà. Li ti thôi. Đấy, đầu bô đẹp, bô phuri xích nha. Ngọn em đo là 1,7 ly, dài 3m 2 khúc cứng L, thông số tải mồi, tải dây trên cần đầy đủ ạ. Một cây Daiko nhé, mã cần số 6, 188 g, em để giá 1,5 triệu cho mọi người mã số 6 ạ. Đấy, nó có sờn xước vài điểm nên em để giá này, 1,5 triệu. Đây, em cho mọi người xem những cái vết sờn này, em quay lại nha. Đó, dạng sờn xước, chủ yếu là cái này ở góc thôi mọi người nhé. Ngọn thì sáng đẹp, chủ yếu là sờn ở góc này, một bên. Bên đây thì ok đẹp này, tem nhãn ok đầy đủ hết nhé. Rồi 1,5 triệu, mã cần số 6, một cây Daiko 3m 3m 2 khúc. Tiếp theo này, mã số 7. Số 7 là một cây UL của Daiwa. Cây này thì mới tinh, cây này rất rất mới luôn mọi người nha, 2 khúc. Thiếu túi hộp thôi. Daiwa Cross Big. Dòng này là dài 5,6 ft và 1,68 m này, ultralight. Tải mồi nó sẽ là R từ 0,8 tới 4 g và tải dây nó sẽ là 2-4 lb, China xuất Nhật nha. Daiwa Cross Big, đã tem nhãn đầy đủ. Cái này nhẹ có 55 g thôi, siêu nhẹ luôn mọi người. À nhầm, 58 g, nhẹ 58 g nha, rất là nhẹ nha. Đấy. Cần mới tinh không trầy xước ạ. Nồi bu đây. Daiwa Cross Big UL 1m 68, ngọn 1 ly 3, nhẹ 58 g ạ. Giá cần là 1,2 triệu. Số 7 1,2 triệu ạ. Mã số 8 tiếp theo tiếp tục này. Cây số 8 này cũng rất đẹp nè, một cây siêu phẩm đây mọi người ơi. Cây Shimano. Đây mọi người xem giúp em. Đó, một cây UL cán siêu ngắn này. Dòng này là Shimano Trigen RF nha mọi người, 2 khúc như thế này đây. Cái này là cần UL nhá. À, logo của nó có phần chui này, cái này thì rất là đẹp nhé, phần cán bát vặn như thế này.
Đấy. Cán ngắn nha, cán ngắn mọi người xem kỹ giúp em nha. Hàng này là made in Japan. Dòng game chai Shimano game chai RF S6FF. Line mắt là 5LB. Lua là 0,3 tới 4g. Dài 6,6 là 1m98 mã code đây. Hàng made in Japan của Shimano nha mọi người. Cái này phôi cũng sáng đẹp ha, cặp bằng sáng, tem nhãn đầy đủ. Khoen Fury Set này. Đấy. Đó, cái này cũng dạng giắt cắm như thế nha, giắt cắm này mọi người cắm thì nó sẽ không có khớp hết được. Còn cái này cắm vào như thế này. Đây mọi người nha. Đó, nói chung cây nào cũng vậy nha. Đây, về video nào em cũng nói nhưng mà nhiều khi khách không để ý là cũng hay báo lỗi hỏi. Nói chung là khách cũng người ta thắc mắc thôi mọi người. À, cái này thì ngọn của nó sẽ là ngọn tháp đặt này, đặt công nghệ dạng solid các mọi người, ngọn đặt nha. Đây là vô đây. Rất là cảm giác luôn nhé. Ngọn là 0,8 ly. 0,8 ly ạ. Thông số độ cứng UL 1m98, một cây Shimano của Nhật. Trọng lượng cần là 100g ạ. 100g, 1.800.000 mã này ạ. 1.800.000 nha mọi người. Đây, máy pin ra bằng, rất là đẹp luôn. Đó là mã cần số 8. Mã số 9 là một cây 5 khúc này. Cây này cũng hàng new chưa sử dụng. Một cây của hãng Jackson 5 khúc hả? Có túi, dòng này nó sẽ có túi vải nguyên như thế này. 5 khúc nhé. Cây này thì mới nguyên, phần gốc này. Tay cầm cán mút xốp quá là bắt vặn nha. Jackson BL785L. Cây này nó sẽ dài là 7.8 inch, là 7321 này, 8324 là bao nhiêu ta, 7.8 inch, 2m33 35 nha mọi người. Nói chung là 7.8 inch, 2m34 35 gì đó nha. Bát Fury bát vặn đây. Phần gốc của cần đây nó sẽ gồm 5 khúc. Đây lõm thứ hai là cái này, lõm này thì nó có để thông số này crypto. Tải mồi là 5 tới 18g ạ. Tải dây là 4 tới 8LB này, Action M Fast này, Re Power Line, độ cứng L nhé. Đã gồm 5 lóng, dài 7.8 inch và bao gồm 5 lóng ha. Khoen cần nó sẽ là full reset toàn bộ nha mọi người. Tất cả là khoen full reset. Mới tinh tươm. Đây nhé mọi người. Bu đấy, đầu bu của nó cũng là bu Fury Set. Ngọn cây này em đo 1.6 ly. Ngọn là 1.6 ly. Trọng lượng của cần là 148g ạ. Và 2m35. Gọn là 52cm. Giá 1.800.000. 1.800.000 nhé. Mã cần số 9 ạ. Cây 5 khúc 2m35 cứng L. Cần lua của hãng Jackson ha. Jackson hàng nội địa Nhật. Giá 1.800.000. Mã số 9. Tiếp tục mã số 10 này. Số 10 là cây lua đai qua 2 khúc. Cây này cũng còn mới đẹp nha mọi người. Có túi vải nguyên bản. Đây mã số 10. Túi ring của nó này. Đai qua Grandview X 2 khúc. Cái này cái phần bát máy nó rất là đẹp nha. Tổng thể này. Phần chưa của cần đẹp. Tay cầm của nó sẽ là cán gỗ bần. Bát là bát vặn Furigo. Đây mọi người xem phần bát của nó này. Cái này có phần bát nó khá đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Dòng này á, độ cứng UL luôn nhé. 7.6 inch, 2 khúc cứng UL là 2m28 ạ. Daiwa Grandview X. Hàng này của Made in Taiwan. Thông số tải mồi là từ 3 tới 14g này. Đó, cứng UL nhưng dòng này để thông số tải 3 tới 14g. Tải dây là 4 tới 12LB ạ. Khoen Fury Set nha mọi người. Tem nhãn đầy đủ Fury Set. Cây này cũng mới tinh tươm nhé. Đấy, full reset này. À, dòng này thì nó sẽ cắm như thế này. Có đường dẫn đây mọi người nè. Đó, mình cắm khớp. Cái này là cắm khớp chắc nụi luôn. Cắm ra rất là chắc chắn luôn. Đấy. Full reset nhé. Gần mới tinh tươm rất là đẹp nha mọi người. Ngọn em đo cây này là 1,7 ly ạ. Dài là 2m28 nha, tải mồi là 14g á.
Cái này trọng lượng cần là 166 g, mã cần số 10, giá 1,5 triệu. Số 10 là 1.500.000 ạ. Cây đai hoa. Tiếp tục. Số 11 là một cây cần vít của Shimano. Dòng này cũng là hàng made in Japan luôn, một cây vít máy ngang cắm gốc của Shimano Scorpion. Hai khúc như thế này ha. Cái này phần chui nó hơi bẩn mọi người, dính bẩn thôi nhé. Cái này lau ra được nè mọi người nhé. Tay cầm của nó sẽ là cán mút xốp, bát là bát vặn Furigo. Đấy, một cây Shimano Scorpion OCA có thông số, có cái tem ở trên cái phần bát nha. Bát Furi này. Một cây cần máy ngang cắm gốc. Ngọn cần đây. Đây nhé mọi người. Phen cây này thì nó là Furi xích hết ạ. Tất cả nó sẽ là Furi xích 6324VG. Cái này chiều dài là 6 feet 3 in, là cái này 1m9 đó mọi người. 1m9 nha. Dít mồi là từ 56 cho tới 170 g, BE là 2-5 này, hàng made in Japan nhé. Đó, cây này thông số đầy đủ hết ạ. Shimano Scorpion. Tất cả là phen Furi xích. Cái này ngoại hình cũng sáng đẹp nha mọi người. Ở bô đây. Dài là tổng cần mà, hai khúc của nó sẽ là 1m9, 1m9 nha. Ngọn em đo cây này là 1,9 ly. Và chiều dài của cái phần ngọn, ngọn cần thu gọn là 1m27 nhé. Ngọn là 1m27, còn tổng cả cần nó sẽ là 1m90. Tổng thể hai khúc như thế này, trọng lượng 270 g nha, một cây vít máy ngang Shimano Scorpion, giá 1.900.000 ạ. 1.900.000 nha mọi người. Đó là mã cần số 11. Mã 12 là một cây Shimano hai khúc. Cái này màu đỏ, dạng đỏ đô nha, đỏ cà chua á mọi người nha. Đó, và cây này hai khúc 30, 2m7 rất là mới luôn. Tay cầm cán mút xốp màu đỏ, đỏ cà chua đó, 30, 2m7, hàng China xuất Nhật. Bát vặn này. Mới tinh nhá mọi người. Shimano Dino cần hai khúc khoen xích. Gốc của nó sẽ có hai khoen Furi xích hết. Cái dòng này câu cũng đa năng nhá. Ngâm lăn C đều được hết. Nó trọng lượng nó cũng nhẹ. Rất là nhiều khoen nè mọi người nhé. Tất cả khoen trên ngọn là khoen Furi xích như thế này. Ngọn là 2 ly ạ. Trọng lượng 200 g nhé. Một mã số 12 giá 1 triệu. Mã 12 giá 1 triệu, cứng 30, 2m7, một cây Shimano. Shimano dòng Mitre Dino. Không cần câu thuyền, câu ghe, câu bè gì được các mọi người nhé. Mã cần số 12 ạ. Rồi 13 là một cây cần lua nè. Cây lua hai khúc, hai khúc màu trắng sữa như thế này. Cán mút xốp màu trắng nha, cán hở như thế này nha mọi người. Cây này là màu trắng sữa. Bát Furi, bát vặn Furi tem vàng. Cây này nó là dòng, đây có cái logo con cá gì đây. Đây mọi người. Espada 711. Cây này 2m4 ạ. Cái này 2m4 nha. PE line là 0.6 tới 1.2. Tại mồi 1/4 tới 5/8 mô Z. Cái này tương ứng độ cứng, cái này độ cứng tầm ML nha mọi người. Khoen của nó sẽ là khoen Furi xích hết. Khoen ngược. Đấy. Cái vị trí chân khoen ở đây này. Cái này nó rờ vào nó không có sần sùi nha mọi người, nó bị tại vì cái này màu trắng này. Và nó đi cái khoen á, cái chỉ keo là màu sáng nên là cái phần ở trong này này lâu ngày thì nó có bị ố, là mình thấy như cái này mà đi chỉ đen thì mọi người sẽ không thấy được ha. Cái này đó, cái vết chân, cái này không phải là bị khoen đâu mọi người nha, để lâu ngày cái vết keo rồi đó nó ố keo á. Đây nè, đó. Vị trí đây ha. Còn ở trên ngọn thì khoen đẹp hết. Khoen ở ngọn khá là đẹp nè mọi người. AZSP711. Cái này 2m4, nhỉnh 2m4 một xíu á, 2m42 gì đó. Cứng ML nha. Ngọn 1,9. Ngọn 1,9, 2 ly ạ. Cây này trọng lượng của nó là 154 g, giá cần 1.200.000. Giá là 1.200.000, mã số 13. Mã 14 em có một mẫu đó, về thêm cây này. Về thêm cây Abu Luruk ạ. Cây này thì khác size hôm trước một chút. Cây này cũng còn túi zin đầy đủ nhá, túi cứng này, túi của Abu X-Rock Feel. Và cây này thì nó sẽ là thông số 764L Luruk.
có logo phần chui nè. Cây này thì nó không có sáng được như cây 2m7 hôm trước em lên nha, vắt vặn. X-Rock Field 764L, lua mồi 1/14g ha, lua EGI là 1.8 cho tới 2.5, BE của nó sẽ là tương ứng là 0.5 tới 1 này mọi người, tại dây là 2-5LB, cứng L. Đây, cây này có chụp zinc và khoen của cần nó là khoen Fury ha, đầu bu Fury 6.6. Đây, cần nguyên zinc nguyên bản nhé, lua rút Abu, ngọn là 1.7 ly, 7 feet 6 inch, 2m28, 2m28, 4 lóng rút cứng L, khoen đây, à phôi đây, phôi cặp bằng xoắn vòng nha, cái lóng còn sáng đẹp đấy, khá là mới nha mọi người. Đó, hôm trước là cây chưa sử dụng thì nó chưa có tháo niêm tháo đồn, cây này thì đã qua sử dụng nhưng mà nó còn mới lắm, còn mới nha, trầy xước nhỏ nhỏ lẹt quẹt xíu ở đây vị trí gốc đây xíu. Rồi cái này là 112g, gọn 66 cm, 1.8 triệu nha mọi người, 1.800.000, mã cần số 14 ạ, một cây lua rút Abu full túi cứng 2m28 ạ. Rồi tiếp theo 15, 16, 4, tiếp theo là em liên tiếp một số mã cần một lô qua Power Mate này, về thêm được 4 mã hàng này mọi người nhé, 2m4 và 3m thôi, hai size thôi. Mã cần số 15 bên trước cây này, tất cả 4 cây này đều là hàng chưa sử dụng hết mọi người nhé, hàng chưa qua sử dụng, hộp túi đầy đủ này. Đây, cây 22m4 này á, thì thông số của nó để em xem thông số nó ghi ở đâu. Đây nha mọi người, thông số này, dài á, là 2m4 này, gọn là 68 cm, có 4 lóng rút, trọng lượng 235g, ngọn 1 ly 8, góc 19.4, cứng 10-30, tương ứng là cái nó này là cứng 20 nha mọi người. Đây một cây Daiwa carbon wicker Power Mate, túi của nó sẽ là túi màu xanh như thế này. Đẹp. Rất đẹp nha mọi người. Bắt vặn. Cái này là khuyên Fury xứ xám chân đen và đầu bu của nó là bu xích. Đó, chụp nguyên bản, khoen bát nguyên bản hết, hàng chưa sử dụng nên mọi người yên tâm về độ mới. Nói chung 4 cây này thì đều mới như nhau hết. Mấy thông số trên ngọn em báo rồi mọi người nhé, em không đo lại nữa. Đây, có 4 lóng rút tất cả, gặp bằng xoắn ít nha mọi người. Đây, phô ở trên thì người ta sơn, mình không có xem rõ được. Có One Whisker Power Mate 22m4 này. Đây, phần cán rất đẹp luôn. Mã số, mã này sẽ là mã số 15 nhé. Giá cái này là 1.500.000. Mã số 15 ạ, full box 1.500.000. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 là cũng một cây như vậy luôn nhé mọi người, cũng full box, hộp túi giấy tờ đầy đủ này. Nhưng mà cây này á, là cây này cũng vậy mọi người nhé. Đây, đầu chụp nguyên bản, chụp zinc này, mới đẹp lắm. Nhưng cây này thông số của nó sẽ là 23m. Cây này là hộp 22m7. Vì hôm trước em có bán cho khách cây cây 23m này, nhưng mà do bỏ nhầm hộp á mọi người. Cái hộp của cây 23m thì em bỏ cây 22m7, còn hộp 22m7 thì em bỏ cây 23m, nên là ship cho anh kia bị nhầm, nhưng mà anh kia anh không đổi nữa, anh lấy luôn cây kia, nên là hiện tại thì cây này nó hộp với lại cần nó khác thông số thôi. Còn là chủ yếu em bán cây cần mọi người nhé, còn hộp thì em vẫn dùng để bỏ cần vào thôi. Đây, cây 23m nhá, cây này cũng mới tinh tươm hàng, chưa sử dụng gì đâu. Cây này thì em sẽ đo thông số nhá. Ngọn á, là 1.5 ly, ngọn là 1.7 ly mọi người nhé, 1.7 ly này, đầu bu Fury Set này, phần chui đây đó, ngoại hình thì mới tinh tươm, không trầy xước gì hết, bát vặn, tất cả là khoen Fury xứ xám,
Cái này thì nó sẽ gồm 5 lóng đúc. Đấy. Bonsai da xoắn dòng bao mét thì phôi xoắn như nhau hết mọi người nhé. Xoắn như thế này. Thông số là nằm vị trí liền lóng kề gốc này, cứng 20, chiều dài 3 mét. Đấy, giá cũng 1.500.000 nhé mọi người. Cứng 20 3 mét ạ. Cái này cân nặng của nó sẽ là 280 g. À, thu gọn 67 cm, giá 1.500.000, mã cần số 16 ạ. Mã số 16 nhé. Đây cái này, cái chụp của nó thế này. Tiếp theo mã số 17 này. 17 là một cây 32m4. Đó cũng là dòng đó luôn, trọng bao quyết cơ 32m4. Cái này cũng 1.500.000 nha mọi người. Thông số này. Dài là 2m4, gọn 68 cm, có 4 lóng rút, ngọn là trọng lượng 265 g. Ngọn là 2 ly 2, gốc 19.4. Đây. Mới keng đẹp nhé, 32m4 này. Đây khoen đây mọi người nhé. Bufuri xích, khoen furi loại xám đen. Đây, độ cứng 30. Cái này thì cũng có 4 lóng. 32m4. À, giá cũng là 1.500.000 nhé. Đó là mã số 17 nhé mọi người. Mã 18 là nó cứng hơn chút. Mã 18 là cây 52m4. Đây mã 18 là cây 52m4 ha. Cũng là dòng đó luôn, cọc bông quế cơ 52m4. Cây này thì 2m4 68 g, 4 lóng rút 275 g. Cái này mã 18 ha, cứng 52m4. Cái này thông số nó cứng hơn một chút. Dạ. 50-240 nè, bát vặn này. Đấy, 4 lóng rút luôn mọi người nhé. 2m4 thì nó có 4 lóng. Cứng 50. Cái này thì 1.700.000 nhé. 1.700.000 mã này. Đó là mã cần số 18 ạ. Rồi cây cuối cùng em lên số 19. 19 em lên một cây gần biển. Đây, cuối cùng nha, để em bỏ cái này vào. Đây mọi người, mã 19 là một cây nội địa Nhật này, có mo ACE, một cây cần rút. À, khoen cần rút biển nhá. Cái này là dạng hai ngọn, vừa ráp và vừa rút ha. Có túi nguyên bản của nó luôn mọi người, cái túi của nó là túi màu đỏ thế này. Đó, túi tin và chi tiết cây cần đây ạ. Này, cái này cái phần chui của nó, cái chỗ móc bảo hiểm này nè. À, cái phần móc bảo hiểm này nó có bị oxy hóa nha. Có bị oxy hóa nhưng mà vẫn ngắn ok, mọi người vệ sinh lại thôi. Đây là phần chui. Dài cần sẽ là 4m2, ba này là độ cứng nha mọi người. À, một dòng, những cái dòng cần biển này thì nó sẽ ghi là số 1, số 2 và số 3. Số 3 là cứng nhất rồi. Đây nha mọi người, mà mấy lần trước thì em có được rồi, về những cái ví dụ 3m6, 1 này là độ cứng nha. Độ cứng chứ không phải là ba này là ba đọt đâu mọi người nhé. Ba này là độ cứng của cây cần. Bát là bát Furi vặn Cosmoa Share. Đây, và khoen của nó là dòng khoen Furi biển hết. Các ở phần gốc á, thì các lóng của nó sẽ dạng rút và ngọn là ngọn cắm vào nha. Là dạng vừa ráp vừa rút. Khoen Furi xứ xám mọi người, khoen sáng đẹp nha. Hôm trước nó có dính bẩn bẩn này nên là anh đánh khoen cây này sáng trưng rồi nè. Đấy, hôm trước cây này thì có lên video hôm trước một lần rồi đó. Mà hôm trước là cái máy đánh mới hết pin. Hôm nay thay vì nên đánh sáng khoen rồi mọi người nhé. Đó, nên là những cái hàng này để lâu ngày thì khoen nó có bẩn thì vệ sinh là nó sáng à. Đây mọi người. Các cái khoen là khoen Furi hết này. Màu của nó lại màu cánh gián hết. Cô không lỗi lầm ha. Có sơ xước dăm dăm.
chung còn ok nhé mọi người. Cứng ạ. Cái này hai đoạn này nó sẽ rơi vào 60 cho tới 100 nha. Hai đoạn sẽ có hai độ cứng khác nhau. Đấy. Khoen trên ngọn nó cũng là khoen biển hết mọi người nhé. Ngọn ngọn nâu này này là ngọn cứng hơn này. Ngọn chỉ đen là cứng hơn này, ngọn chỉ đỏ này là nó mềm hơn một chút. Nó hai ngọn nguyên bản của cần luôn ạ. Ngọn cứng của nó đọt là 3.1 và ngọn mềm hơn ngọn là 2.7. 2.7 và 3.1 ha. Độ cứng phải 80 cho tới 60 cho tới 100 ạ. Đó, hai ngọn và hai độ cứng khác nhau. Rồi, full túi. À, trọng lượng cây này sẽ là 620 g ạ, 620 g mã 19 giá 2 triệu. Dài là 4m2, cần ISO biển của hãng Cosmo ACE là một cái hãng nội địa của Nhật nha. Đó, nút chụp đầy đủ và có bao túi đầy đủ hết. Giá 2 triệu mã cuối cùng. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người là 19 mã hàng, mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Cảm ơn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.